này bị làm sao vậy mẹ? Ừ, không sao, không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau à. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con rung con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con thấy mẹ thì con đâu có rung. Thôi, mẹ mà đi con rung con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi ha. Dạ. Cái mặt kìa. Nè, bây giờ á, nghe lời mẹ, mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi về, mẹ lại mẹ rước con về. Xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Thôi đi đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa con bị gì hả? Dạ không. Chúng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi. Để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được. Đúng rồi, đi đi, dạ. Đi 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 đi. Mẹ. Hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là bữa đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. Đã đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ vậy? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao? Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói là bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui. Bạn có sao không? Bạn trời ơi. Con ơi con. Ôi, bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Con kìa. Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ, chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó. Con nít mà nó giỡn với nhau rồi đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ. Mà sẵn đây tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị, Hân đứng nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi anh đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân á xin lỗi cháu nữa. Còn chị nữa. Hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. Chị đi ơi, con. Mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị, được rồi. Cái gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn nhận gì nữa. Ấy da. Con làm cái gì vậy hả? Chị, con em dạy. Về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta kênh đường mẹ chơi? Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mà cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để tao kinh thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổ như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con. Mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con. Mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hằng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con nghe mẹ như mẹ lắm đúng không hả? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con, mà con sợ người ta khinh thường mẹ.
làm cho mẹ buồn, nhưng mẹ con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi, mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng xin lỗi con ơi. Thôi nè, đến giấc nào mất khóc nữa nè. Đi Văn Nghệ, trễ giờ rồi. Xe tụi đâu rồi, đưa con tôi đi Văn Nghệ. Mẹ, hay là mẹ múa với con đi. Làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn, con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên. Cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con. Tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn ban giám khảo. Trên quê hương con đi hỏi một làn nắng
sông giữa mùa chiến công, xóm làng xưa lại ngân câu hò. Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao, trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra liên tục ngồi nhí. Đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút, thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Nghe ra cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn, và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa. Nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân ơi, như là con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền queo và lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm, từ tốn trên sân khấu. Con xử lý, tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không. Nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết. Con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên cái từ từ. Cái chỗ mà phiêu phiêu đó. Đó, cái chỗ mà hát phiêu, vô ca nữa. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Tư Duy chúc cho con sẽ đậu vào vòng trong. Con xin kính chào quý vị khán giả. Con xin kính chào ba giám khảo. Con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên. Nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi. Con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay có đóng vai gì? Cô Đan Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga, chị dạ, Hằng. Dạ rồi, chú giỏi quá. Có đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Có. Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bứng cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo.
Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Củi Chơi Trăng. Giờ con bay lại. Trời trăng tinh răng, tinh răng chú củi, chú củi trời trăng. Sao mà chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ. Mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ê đi, như không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa tơ tơ vậy, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác.
Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hò gì phía sau hết trơn trọi á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con rất như là này nọ. Thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả nó bóng chơi luôn đó. Kìa này nè. Bay tới chỗ bay tới đất ơi. Giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con. Chú Cụi, chú Cụi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú Cụi hay quá nha. Cảm ơn chú Cụi á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú Cụi. Nhưng mà Hồng Nguyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Hồng Nguyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự nghĩ. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỗi miệng theo chị. Ngày xưa con trăng. Trời ơi. Ghét quá. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho thôi con cứ giữ sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Ăn hiếp con tôi sao bắt con tôi làm cái này làm cái kia. Con chào vô con. Chứ con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết rồi. Đáng yêu. Thank you.
Đại Duy muốn được mời cô Đoan Trang, muốn được mời cô Ốc và cô Xuân Thảo có thể lên đây phá vé có được không ạ? Ba người mẹ trong cuộc sống với một tiết mục biểu diễn gửi tặng cho người mẹ của mình. Thảo cảm thấy như thế nào với tiết mục biểu diễn vừa rồi? Hôm nay Phương Chi chạm tới cô rất là nhiều. Cô cảm ơn chị. Cô Ốc sao vậy cô Ốc? Cô Ốc khóc là bởi vì cô Ốc là một người con và cũng là một người mẹ. May mắn là mình còn có mẹ. Và khi đã làm mẹ rồi thì đôi khi người mẹ có những cái nỗi sợ nó rất là vô cớ. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy trong người không khỏe, mình thấy tinh thần mình không tốt, mình sợ rằng lỡ mình bị ốm hoặc mình rủi ro tai nạn, mình bị cái gì đó, ai sẽ lo cho con mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái khoảnh khắc lớn lên của các con mình. Dù cho điều kiện có đủ đầy bao nhiêu mà thiếu đi người mẹ thì tất cả những điều đó nó cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên những cái nỗi sợ đó nó luôn hiện hữu trong tâm trí của những người mẹ. Ô, cảm ơn con rất là nhiều Phương Trì ạ. Tại vì á, từng cái động tác, từng cái khoảnh khắc con làm trong tiết mục này nó rất là đẹp. Nó làm cho người ta cảm thấy con đã lao động nghiêm túc. Cô biết rằng là bên trong người con chắc hẳn là phải có rất là nhiều những cái vùng bị đau, những cái vết bầm để có được những động tác đẹp như vậy. Cô trân trọng điều đó con, cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Chi. Khi mà con ra con công diễn á thì cô biết á là bài này là về mẹ. Và trong cái bài này á thì con lại được diễn xuất á là một cái vai là mình không còn mẹ và mình luôn mơ ước có mẹ ở kế bên, đúng không? Nhưng mà cho cô hỏi là trong cuộc sống của mình thì mẹ luôn luôn ở bên con không? Hôm nay mẹ có đi với con không? Dạ có ạ. Mẹ tên gì? Mẹ con tên là Bùi Minh Thảo. Mẹ con tên là Thảo. Vậy thì cho Trang xin được nhắn nhủ với chị Thảo là anh chị ở dưới hàng ghế khán giả xem bé của mình ngày hôm nay múa sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì ngoài cảm xúc ra, kỹ thuật biểu diễn của con vô cùng tốt và chân, tay, tất cả mọi thứ, con múa jazz rất là hợp, rất là đẹp. Cô nghĩ là con sẽ rất là thành công với jazz, đương đại, vân vân. Xin phép được chúc mừng con và hãy dành cho bé một tràng pháo tay rất lớn vì bài diễn vừa rồi rất thành công của con. Con cho chú Duy hỏi nè. Khi nãy chúng ta vừa biểu diễn với cái câu chuyện là một người con không may bị mất mẹ. Còn ngày hôm nay khi mà con còn có mẹ, còn có gia đình, con có điều gì mong muốn được gửi đến mẹ mình không? Con muốn được gửi với mẹ là mẹ ơi, cho dù thế nào con vẫn rất yêu mẹ. Cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ giám khảo Đại Nghĩa. Cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ là cái bài mà chú Nghĩa đã nghe rất nhiều lần. Và lần nào nghe chú Nghĩa cũng rất là xúc động. Bởi vì cái tình cảm của một đứa con dành cho người mẹ của mình, một người mẹ đã đi xa. Và ngay cả cái giai điệu nó cũng đẹp vô cùng luôn. Và hôm nay khi thấy con mặc cái bộ trang phục này, con ngồi trên chiếc thuyền đó, chú Nghĩa ban đầu hơi ngạc nhiên. Ủa, không biết rồi con bé với trang phục này thì sẽ diễn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ ra làm sao. Bởi vì bình thường chú Nghĩa quen nhìn thấy hình ảnh với những cái trang phục nó hiện đại với những người thể hiện cái bài này, nhưng mà hôm nay là một cái màu sắc nó hoàn toàn khác. Và đây đúng là cái sở trường của thầy cô con rồi. Khi thấy con trong tiết mục này, nó trời ơi đúng như là gặp cá gặp nước. Con đã làm tất cả một cái nó tốt tới cái mức mà người ta không còn nhìn thấy kỹ thuật của con nữa, và người ta chỉ còn thấy cảm xúc ở đó thôi. Mình vẫn nói rằng ồ, với một cái tiết mục nghệ thuật thì cái cảm xúc nó là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu như chúng ta không có kỹ thuật để chuyển tải được cái cảm xúc đó thì nó cũng sẽ rất khó để chạm tới trái tim của người xem. Và chú mong rằng với những cái lần sau, nếu mình còn tiếp tục được đi nữa với những thể loại khác, con cũng hãy đặt hết cái tâm của mình vào trong đó, với những cảm xúc của mình trong nhân vật cộng với kỹ thuật điêu luyện mà con sẽ phải rèn luyện từng ngày từng giờ với thầy cô của mình, thì con sẽ còn tiến xa hơn trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí năm nay con nha. Chúc mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Làm bao thôn nữ ngất ngây men tình.
cơn thưa gấu trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Dễ thương quá, rất là thật thà, chất phác đúng không ạ? Rồi, lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo nha. Chắc là mời chú Long Nhật trước nè. Một bức tranh về đồng quê rất là đẹp. Có một chút xíu phân tâm thôi. Nhưng mà không sao, tại vì tụi con còn nhỏ mà đúng không? À, theo như chú biết là Kim là một nửa dòng máu là Hàn Quốc phải không con? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Mà nội của con là Hàn Quốc, mà ngoài của con mới là Việt Nam. Mà con hát về quê ngoài con dễ thương quá, mộc mạc, chân thành. Và con có một cái tình yêu rất là lớn đối với Việt Nam. Trước hết thì chú phải cảm ơn con cả đàn ạ. Cảm ơn chú. Một gương mặt của Kim rất là sáng, đẹp trai, sáng sủa. Cái người nghệ sĩ bước ra sân khấu mà sáng đẹp là chiếm được cảm tình 50% này, cả em công nhận không? Bước ra sáng bừng luôn. Và tới cái về miền Tây của Cẩm Tú, khi mà cái đoàn thuyền chèo ra và con ra con hát, nhịp nhàng đấu đỏ ngon lành. Và hai đứa bè bối cũng hết sảy luôn. Chỉ có một chút xíu phân tâm, Kim cũng bị phân tâm, là khi con ra con xúc động gọi mà con quên cái microphone, con quên cái micro trên tay đi. Con diện mà con hơi bị tại vì cái bám vào mic là quan trọng nhất, để cho nó rõ cái lời mình hát á, đôi khi bị uổng đi. Bị đúng đưa chứ hả? Bị cái mic nó chủ nhắc tất cả các thí sinh là phải nhớ bám micro thì cái âm thanh nó mới rõ ràng được. Cẩm Tú này, cái đoàn cuối mà khi mà con quên lời, con bỏ một hai chữ thì cô Đoan Trang này nói tiếp đi thì con nhìn xuống con thấy cả cô Ốc Thanh Vân và cô Đoan Trang mà chú Lâm Nhật rất là thương. Sự cổ đỏ cá sĩ chuyên nghiệp cũng gặp, chứ đừng rồi nói từ là cả con. Nhưng cả con bỏ vất lờ qua, không quan tâm cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó nó đã quên một hai hai nhịp đó, một hai chữ đó, bỏ qua và hát tiếp. Và cả con đã làm được điều đó. Chú yêu cả con. Cảm ơn chú. Cô Đoan Trang nè, dạ mời cô. Thấy thương thiệt á. Đúng như chú Long Nhật nói là có những lúc các cô chú còn quên lời nữa mà huống chi tụi con. Cái như cô là cái bài tóc hát cô hát 1000 lần. Và có một lần cô hát trong trường đại học, vừa sau, coi như là nhạc mới đầu mở lên, nhạc intro á, cô không thể nào nhớ câu đầu tiên là cái gì. Cô hỏi cưng cưng chữ đầu là chữ gì. Là cái bạn sinh viên hát giùm cô chữ đầu. Phân tâm là chuyện bình thường, dường như ai đó ngang qua lối về mình mới nhớ được cái câu kế. Mà người lớn mà quên nó là quên trắng luôn con. Chứ không được dòng lại được như tụi con đâu. Coi như là lâu lâu nó xảy ra như vậy thôi. Cho nên cái đó là cái gọi là cô muốn chia sẻ, các cô chú muốn chia
sẻ cho các con biết để thấy là cái đó không phải là quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên mình phải tập trung nha con, mình phải tập trung. Cái thứ hai nữa là mình hiểu điểm mạnh của mình là gì, điểm cộng của mình là gì, là cái sự duyên dáng của mình, cái sự khác biệt của mình. À, hoặc là cái việc mà mình có thể có vũ đạo cũng là một cái điểm mạnh của mình, đúng không? Thì mình tập trung hơn những cái đó, tập trung hơn thì mình sẽ có cái khả năng mà thu hút được khán giả hơn. Cho nên cô chỉ mong là các con phải tự tin lên nha con, tự tin ở bản thân mình, nghe chưa? À, mình nếu như mà mình chưa được thành công trong tiết mục này thì tiết mục sau mình sẽ cố gắng hơn, vậy thôi, là tới một ngày mình sẽ đạt được cái thành công trong tay của mình nha. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang đã nhắc cái vụ này. Thôi bây giờ để gỡ điểm nè. Bây giờ đây cũng là dân múa dân nhảy nè. Bây giờ con nghĩ thử một cái đoạn nhảy nào đơn giản, còn thử thách ba giám khảo phía dưới mà làm sao mà nhảy được như con với cái nhạc điệu của cái bài dân ca miền Tây như thế này nè, là ngon lành. Được không ạ? Ba giám khảo nhận thử thách này không ạ? Vỗ tay động viên ba giám khảo cho em chứ. Trước khi chị Ốc chia sẻ cảm xúc của mình nha, bây giờ mình lên sân khấu luôn, mình làm cái bài tập này cho bạn cộng điểm. À, nếu mà làm điều không? Này để cho các con cảm thấy thoải mái hơn, yeah. Nhất là đối với Cẩm Tú thì các cô chú sẵn lòng. Sẵn sàng. Yeah, xin mời ba giám khảo lên sân khấu ạ. À. Rồi bây giờ là vũ đoàn bất đắc dĩ trên sân khấu rồi, âm nhạc bắt đầu. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai đi Hồ Giang đến Bắc Cần. Rồi phiêu tự do hay đi về Kiên Giang. Đó, lên. Trời ơi, chèo đò. Anh lấy đò ơi, cho em lên với. Chèo vậy đó đi không cưng? Chèo vậy ghe đó có đi không? Đi xuyên. Cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Thôi sẵn trên sân khấu rồi nè chị Ốc. Cảm xúc luôn. Trời với ơi. Hai con nè. Nãy giờ bị chờ rồi. Đáng lý phải cho người ta nói từ bờ đường quá tới đây đâu. Ba đi chờ. Cho ta nói trước đi rồi nhảy. Không phải được. Nhiều khi lên đây cộng điểm anh. Để nói những điều hoa mỹ hơn cho các con nữa. Chị Ốc, sao chị? Kim, là con ở Việt Nam hay con ở bên Hàn? Con ở Việt Nam ạ. Tại vì cô rất là thích cái cách con phát âm. Tại cái giọng của con nó vẫn có một chút giọng nói của người Hàn. Mà khi con hát trong bài hát này nó đáng yêu kinh khủng luôn. Bài hát mà tụi con đã thể hiện thì cũng là những bài hát rất là quen thuộc. Ví dụ như Anh Ba Khía thì anh quá Ba nhiều Khía phiên này. Bản rồi. Nhưng mà Anh Ba Khía mà phiên bản live Hàn Quốc. Yeah. Trời ơi nó dễ thương, nó dễ cưng. Và làm cho mọi người rất là nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là một chút gì đó mà mình chưa tốt trong tiết mục này không là vấn đề gì cả. Và cô nghĩ rằng là các con đã có một tiết mục rất là đáng yêu ngày hôm nay. Chúc mừng các con. Yeah. Yeah. Cảm ơn Cẩm Tú với Kim Sibin đã giúp cho tất cả chúng tôi về miền Tây thành công. Chúc mừng. Không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cành mai. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá thân ta này tìm đi.
con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Dễ thương quá. Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ. Con sông là con trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò nhạc thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò nhạc trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin làm quan đời buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hai. Không có em đâu em đây, không có con cái chuyện trẻ đầu tiên và con sống đâu bao giờ ngày kia đâu chẳng sẽ chết ra. Sau cùng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá con trẻ cành mai dùng con sống đâu mai gầy. Hấp trăng qua đời. Dễ thương. Trời ơi, cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú nghĩ không riêng gì chú Long Nhật mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Yeah. Hai gương mặt sáng bừng, phía sau là ù rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông, con đò, biển nước, đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn. Cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi, và một người bè trầm, một người bè cao hát lính cao tới nơi xuống nơi cao, đồ trường đồ đã đẹp hết và rất là rõ chữ luôn, và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú. Chữ gì mà chú được bật mí, số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi, đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này, và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bèo quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái vẻ đẹp của chất giọng của mình. Đồng thời có bè, và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc cuối. Đoạn đuổi á, đoạn đuổi á. Đúng rồi, cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân, là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội. Còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá lăn bên đồi, hòn nay còn trẻ cành mai, dùng con sống đầu mai gầy kia. Chim trong hót trăng sẽ rời. Rất là hay cái chỗ đó, là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó. Hát song ca là phải hồn ai nấy giữ, cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay, tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang phải nói thêm, cái chỗ là Trang, phải nói thêm là cái nhịp á. Đúng rồi. Cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn Biết Đâu Nguồn Cội, bên ngẫu nhiên xong một lát hai đứa đội qua vậy mà
đôi qua đứa này hát đoàn của em này, con này là hát đoàn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mê một dép nào cả. Vô tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không mà xin mời anh Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết. Nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau, cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những cái hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp. Và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ, còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền, nhá không? Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được mà rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú Minh Sù tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này. Mẹ nhóm thân âm trang ngồi để với gió sẽ bên trời. Mẹ bên đây tiếng ra nhiều lê chân về sau cả chiều, ở nơi giữa người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài ở nước ngoài. Giờ con ở nơi này, cuộc sống khá xa qua vậy, chỉ mong bất lâu tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bận tiện, đến xin mẹ chớ muộn phiền. Con thấy chơi vơi tuổi xuân con mới hồi, tha phương nơi trôi dòng đời, đến con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta lại chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm đôi bị hại, người ta vẫn
lời chào mẹ chớ nghĩ ngợi, bên này chúng con biết thương nhau. Một mai nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt dạng người. Con đã vô tình làm cho những cái sự thổn thức ở bên trong mà nhiều khi người ta giấu đi cảm xúc này, không dám nói ra, mà nghe tụi con hát xong người ta cảm thấy rất là bồi hồi và xót xa trong người. Chắc chắn tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đồng cảm về hai giọng ca này rồi. Còn ba giám khảo thì sao ạ? Xin mời anh Nam Cường ạ. Chú vẫn còn rất là nhiều cảm xúc mà sau khi nghe xong tụi con hát. Tụi con hát bài này rất là hay. Hòa âm hay, tụi con hòa giọng với nhau cũng cực kỳ hay. Đây là một trong những bài hát mà chú cực kỳ thích của Phan Mạnh Quỳnh đã viết ra, ca khúc Nước Ngoài. Và chú cũng may mắn được vài lần thể hiện bài hát này. Tụi con làm bài hát này nó cảm xúc và nó mới hơn rất là nhiều. Trước đây thì tác giả hát đã rất là hay rồi, và tụi con làm lại nó cũng không kém phần nào, thậm chí là có dạt dào cảm xúc hơn. Nhất là Đức Vĩnh hát và Quỳnh Anh, cái vocal của Quỳnh Anh vô á, rồi chú nổi hết ốc ác da gà, chú nổi hết trơn lên luôn. Nghe nó mang mát một cái gì đó, nó sâu thẳm và nó buồn kinh dị luôn. Nhưng mà thật sự mình phải trấn an lại để mình không phải bị rơi vào cái tâm trạng cảm xúc đó, để tiếp tục thưởng thức với tụi con. Và ngày hôm nay thì chú thật sự là đến bây giờ thì không phải là trách chương trình đưa mình vào cái thế gọi là những tiết mục quá khó chấm, mà phải nói là cảm ơn chương trình vì cho chú ngồi ngày hôm nay với những tiết mục quá tuyệt vời. Và đặc biệt tiết mục này chú rất là thích. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Nam Cường. Tiếp nối cảm xúc xin mời cô Đăng Trang. Cô vẫn còn cứ suy nghĩ hoài về cái sự tinh tế của hai đứa con. Tại vì cô cũng không muốn nhắc đi nhắc lại, nhưng mà tự nhiên cô cũng phải nói là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là coi như là sở trường là dân ca. Mà bây giờ qua hát nhạc nhẹ, hát một cách rất là sâu sắc, hát rất là tốt. Cô chị thích. Hèn gì cái bài này á, cái bài này là thực sự Phan Mạnh Quỳnh, cái kiểu của Quỳnh á, nó có hơi mang âm hưởng của dân ca vào cái bài hát này. Cho nên khi hai bạn này hát cái bài này có một số chỗ á, nó rất là phù hợp luôn. Đúng rồi, nó chỉ có một vài cái đá ngân luyến nhẹ đúng rồi, thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó đem lại một cái màu nó hơi dạt dào trong đó thôi. Mà đúng cái tinh thần của nhạc sĩ luôn đó chị. Cho nên cái đó là cái cô ngồi cô suy nghĩ hoài, cô thấy thực sự hai đứa con rất rất là khôn chứ không phải là bình thường. Cho nên cái đó là cái cô rất là cảm kích. Cô rất là thích cái cách ngưng của Vĩnh. Cái ngưng của con nó đẹp lắm. Và cô rất là thích cái sự tiến bộ, cái sự lắng nghe của Quỳnh Anh. Tại vì nhiều vòng trước cô hay nói con là hát rất hay nhưng mà cái mặt không có cảm xúc. Nào mà diễn, cái phần diễn. Nhưng mà hai số vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Cái đó, cái khôn ở chỗ là không phải diễn xuất cho có cảm xúc, là phải diễn phô trương nó ra. Cái đó là cái nó sẽ phản tác dụng. Nhưng mà cảm xúc là từ bên trong lấy ra, mình nuôi dưỡng nó, xong rồi mình hát nó ra bằng cái giọng hát, bằng ánh mắt của mình, bằng cái sự cảm nhận chân thật của mình, thì người ta mới nhận được cái cảm xúc mà mình mang tới. Chứ không phải là cô nói con là con hát phải cảm xúc hơn, thế là con phải ráng, con gồng, con phải làm cho có cảm xúc. Không có. Cô rõ ràng cô nhìn thấy được cái xúc cảm từ bên trong hai đứa con khi mà hai đứa con hát ca khúc này. Rất là hay, một cái sự ấn tượng khác biệt nữa ở hai đứa con trong cái tiết mục này. Chúc mừng hai đứa con. Mình cảm ơn. Chú Long Nhật ơi, bây giờ tới lượt mình rồi ạ. Chú nhắc lại một lần nữa là chú là fan của hai đứa. Chú yêu Đức Vĩnh và Quỳnh Anh lắm. Mà hôm nay sự thật là cô Đăng Trang là con gái thì cô dễ khóc là chuyện tất nhiên rồi. Chú là đàn ông mà chú cũng rất là mít ướt đó. Chú ngồi chú nghe tụi con hát mà nước mắt chan hòa vậy. Và khi mà nghe Đức Vĩnh hát, chú bỏ qua hết cái vấn đề thanh nhạc, chú không có bàn từ cái vấn đề thanh nhạc ở đây nữa. Bởi vì tụi con hát quá hay, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh hát tròn vành rõ chữ, hát hay lắm. Nhưng mà sự thật là chú có nói với Đoan Trang là nhìn Đức Vĩnh là anh thấy cả anh hồi nhỏ không à, nó ốm nhỏ xíu con. Và chúng ta phải cảm ơn chương trình, cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long, cảm ơn Sen Vàng đã có cái chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhĩ như thế này. Đây là những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của các con. Khi mà sau này các con trưởng thành rồi, các con sẽ ngồi những cái ban giám khảo như là cô Đoan Trang, như chú Nam Cường, như là chú Long Nhật. Các con sẽ có những cái bộ phim, những cái thước phim, những cái clip ở trên YouTube.
cả con coi lại thì còn cả con thấy nó giá trị vô cùng. Chú nhắc lại một lần nữa, chú là fan của hai đứa. Cảm ơn chú. Thực sự ra bây giờ tụi con còn nhỏ, chưa hiểu được hết những cái giá trị này, nhưng biết đâu được khi tụi con lớn lên xem lại thì tụi con sẽ cảm thấy biết ơn chương trình này. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và bây giờ sao chắc là mời anh Long Nhật luôn đi ạ. Dạ, của anh là chỉ có vàng xanh tím thôi. Dạ, tụi em có một bảng màu luôn, anh thấy sao ạ? À, nói chung là cái tập của tuần này đó đã là đã. Đã dễ sợ, đã về âm nhạc, đã về dàn dựng, đã về cảm xúc, đã về tất cả. Nó cho Long Nhật cũng như là cô Đoan Trang, cũng như là chú Nam Cường và tất cả khán giả ở phim trường. Và chú tin chắc rằng mà khán giả cả nước, khán giả khắp nơi xem chương trình này qua màn nhỏ thì là ai cũng sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc tan chảy, yêu thương, sôi động và rất là nồng nhiệt luôn. Cái bài Sắc Màu là một cái bài quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến mà nhiều danh ca hát rồi. Là một ca khúc dễ nhưng mà rất là khó. Mình làm sao mình diễn tả được tất cả bộ cái màu sắc trong đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Mỗi màu sắc nó nói lên tất cả cái cung bậc tình cảm. Vừa cái ngày vui, vừa cái nỗi buồn, có những cái niềm hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau. Và có những cái chia ly của cái sinh ly tử biệt trong đó nữa. Và với cái độ tuổi nhỏ xíu như các con. Mà hồi nãy chú có nói với cô Đoan Trang về chú Nam Cường là sao mà tôi yêu mà cái đứa con nít quá trời nó nhỏ xíu mà nó đẹp. Tại vì cái tuổi của các con là
cái thời của chú đó, mà các nhà văn, các cái tác giả đó đã gọi là tuổi ngọc, tuổi thần tiên. Hôm nay cả con đem đến cái tác phẩm Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến bằng một cái tâm thế khác. Cả con phủ lên mình một tác phẩm nổi tiếng của những người lớn bằng cái tâm hồn của trẻ thơ, bằng cái suy nghĩ của thời đại. Cả con kết hợp giữa cái mới và cái cũ, và cả con đã thành công. Chúc mừng cả con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Long Nhật rất là nhiều ạ. Tiếp nối cô Đoan Trang, xin mời cô. Tụi con vẫn thể hiện được cái năng lượng ghê gớm của mình, nhất là mấy cái đoạn gằn giọng rồi đó. Thực sự cái đó là phải có sức khỏe. Tại vì bản thân Nhi với lại Nhật Minh là đã là dân rock, dạ, trong các cuộc chơi khác cũng vậy, là hai đứa con là có cái thế mạnh là cái giọng nội lực, hát giọng ngực á. Đó, cho nên là vô đây là cái đó là một cái nét gọi là rất là sáng của hai đứa con với cái bài này. Và cái bài này nó đã ở chỗ là nó đi lên từ từ tới khúc cuối luôn, và tụi con vẫn giành được cái năng lượng tới khúc cuối cùng luôn. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô Trang có nhớ tuần trước là rút kinh nghiệm không? Có nghĩa là cái năng lượng phải phân bố làm sao hợp lý nhất ở phần cuối là knock out. Đúng và tuần này làm được không ạ? Làm được, nhớ làm bài được, nếu nhớ được bài. Vỗ tay. Wow. Học trò mà giỏi nhất là nhớ lời cô dạo dạy. Chính xác. Tiếp nối anh Nam Cường. Đúng là nhìn thấy tụi con tràn đầy năng lượng luôn, từ ngoại hình cho tới giọng hát là tràn đầy năng lượng luôn. Với cái bài Sắc Màu này thường thường người ta sẽ làm nó rất là ma mị. Nó khác với màu tụi con ngày hôm nay. Tụi con cái bản hòa âm này đúng là rất là hay, đưa cái từng cái bậc cảm xúc đưa lên và cuối cùng lên tới đỉnh luôn, là tụi con cuối cùng là knock out, là quá quá tuyệt vời luôn, quá là hay. Tụi con hỗ trợ cho nhau hai cái giọng nội lực nhưng mà nó không có bị khó chịu đó. Cái bài này mà cỡ mà đưa cho chú là sao banh luôn rồi đó. Chú không có cái kiểu mà ào kiểu gặn như tụi con được. Chú là cái nhẹ nhàng êm đềm thôi. Đó, nhưng mà nghe cái bài này chú rất là thích. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều, và cảm ơn tụi con đã có một cú knock out với tiết mục cuối cùng này dành cho ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Quá là tuyệt vời. Một tràng hỗ tay nữa cho Ngọc Nhi và Nhật Minh. Bye.
Wow, phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ của con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau. Cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà có chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát. Cái đó là cái điều phải nói là từ trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá. Các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nó nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa. Nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái đi gì tìm á. Cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc đói lắm đúng không dạ, con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Sù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Sao đẹp sang người yêu dấu thấp 10 trào.
đeo đường quê ta, người từ bốn phương đến xem hồi đua ghe. Mới có tiết mục đầu tiên của đêm nay thôi đó mà hoành tráng lệ vậy đó quý vị. Và tiết mục này cũng đã cho chúng ta thấy được những cái nét đẹp văn hóa ở từng vùng miền trên đất nước Việt Nam chúng ta. Xin mời cô giáo Việt Hương. Cái tiết mục này rất là đặc biệt, tại đây là một trong những cái lễ hội mà Việt Hương rất là muốn được tận mắt để đi xem đua ghe. Nó vui mà nó hào hứng. Điều quan trọng là về tới Sóc Trăng thì không thể nào mà quên được cái món bánh này. Uống nước trà đã dạy bé Kim Anh còn rất là khôn khéo khi đem xuống cho ba ban giám khảo. Mà quan trọng là hôm nay con ra đây á, không có thi tố gì trơn á, lội ngược dòng, lội ngon lành luôn. Chịu có một cái là vô chỏng có 2-3 giây mà sao thay được bộ đồ kịp luôn. Hát tốt, ha, vô ra ngon lành. Nói chung là hôm nay con lội ngược dòng là ngon lành rồi. Và hồi nãy là đua ghe mà mình còn về mình thắng luôn nữa, đúng không? Lội ngược dòng mà mình được cái ghe nữa là mình ngon rồi. Bây giờ mình nghe tiếp ý kiến của cô Thanh Hằng nha. Con đã tiến bộ hơn lúc trước. Hai bài nhạc rất là đẹp. Nhưng có một điều rằng là về bên cổ, khi cổ không phải đơn giản à, nếu mà con làm tốt được cái bên cổ nữa thì coi như hôm nay con hoàn hảo lắm. Cô chúc mừng cho con à. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ cô Đoan Trang. Kim Anh, con là một bé gái rất là tài năng. Con có giọng hát rất đẹp, gương mặt rất là dễ thương, sáng sân khấu lắm. Tiết mục này cô Bình Tinh dựng cho con rất là đẹp. Đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với con để mình được trải nghiệm. Tuy nhiên cô vẫn hơi tiếc là con hơi bị vấn đề về phần hơi. Cái lấy hơi của mình đó, nó không dày, cho nên cái phần diễn của mình, cái những cái nốt hát của mình nó chưa đủ độ chính. Tụi con còn nhỏ mà tụi con làm như vậy rất là tốt. Chỉ khắc phục thêm những cái mà mình còn khiếm khuyết nha con. Chúc mừng con. Và một lần nữa, thay đồ rất là giỏi. Bấy nhiêu đây tuổi mà con có thể bình thản chạy xuống, thay đồ và chạy lên, tươi ơi là tươi, còn khuấy động khán giả nữa, cho nên cô chúc mừng con. Cảm ơn các cô nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ ban giám khảo của chúng ta có 3 người. Con được quyền chọn một người để biết điểm số. Con muốn chọn cô nào? Con xin chọn cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô sẽ dành cho bé Kim Anh bao nhiêu điểm? Điểm thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu? Không quên rồi nhỉ? 9, 10. Tới giọng này thì bé nào cũng tài năng như nhau hết. Thấp nhất là 9. 9. Là cao nhất là 10 hả? 10 điểm. 10 điểm. Còn cô Thanh Hằng và cô Đăng Trang thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết ha. Chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ.
Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ. Con xin hứa, dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều trang chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ. Tụ tập tướng sĩ ba quân.
giọng trong Tây Sơn, nghe hồng điện sông núi. Phải, đại hiệp Tây Sơn có cột trống mong vào hoàng thượng, người chỉ vì ngôi vị mà tính chuyện yên thân. Trọn lời nguyện vì nước vì dân, thà lỗi đạo quân ân, thề dinh giữ non sông Đại Việt thường trong lệnh.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. Trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một buổi tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí cho tôi gặp cô gái này, một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi, Nhân ơi, con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi, sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm trước em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống, dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao, rồi nãy em lăn được? Dạ em ra hát em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ lại vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay, từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? Cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Ồ. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Hằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Con về rồi đó hả? Dạ. Thương nội, con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa, rồi ăn cơm đi. Nội nấu cơm cho con ăn rồi. Đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội muốn cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra, nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con.
công người nuôi con từ khi con trẻ hay còn ấu thơ, nỗi đã tay cha dạy con biết bao điều ấy, thay cả mẹ hiền khi mẹ lìa xa dương thế, biết bao ân tình khắc sâu mãi mãi trong Mình ơi, không, mình ơi, tôi không phải người vậy đâu mình ơi, tôi đừng nghĩ quan cho tôi mà, nó không phải là con ruột của tôi đâu, các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà, tội nghiệp nó lắm con ơi, cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi, bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu á là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ, nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm, con phải làm sao sự tình. Thành, đưa cho ông nội, đưa đây. Nội thương con nhiều, đừng không nữa Thành ơi, mà làm cho lòng đôi tình nát tan. Nỗi sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nỗi bỏ con. Nội đã vì con
nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi, nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Phú Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học. À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này. Hãy
chúc mừng Nguyễn Thị Hương, con đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Bây giờ mình sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét nha. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Rồi con nói tiếng Bắc. Dạ. Là con người Bắc. Dạ. Bài vừa rồi là hát theo cái kiểu Nam Bộ hả? Dạ. Cô rất là thích những cái sự bất ngờ đó. Mấy bạn nhỏ mà hát được như vậy là rất là thông minh đó con. Bởi vì phát âm là một trong những phần vô cùng quan trọng trong cái việc hát của mình ha. Giọng hát của con, cái giọng hát của mình nó có 3 phần như vậy nè, rất là dễ hiểu là cái phần trầm, phần trung và phần cao. Thì cái âm trung của con rất là đẹp, cô thích lắm. Nhưng mà những cái nốt thấp á, mình còn hạn chế quá, và ngay cả nốt cao cũng vậy. Thì cái điều này á, cần thời gian nhiều lắm để mà tập luyện, để mở rộng cái âm vực giọng của mình ra bằng việc luyện thanh. Ngoài ra thì con rất là dễ thương, hát cái bài này rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Cô hy vọng là con có được may mắn để tiếp tục vào vòng trong, để con có thể cùng với thầy Nam Cường của con phát triển bản thân của mình hơn ha. Chúc mừng con. Ở góc độ là một người khán giả, một người mẹ, khi mà nghe một bài hát về Vu Lan như thế này thì không biết là cô Ốc nghĩ như thế nào ạ? Cô đã sợ rằng là mình lại rơi nước mắt khi nghe bài hát này. Cô rất là sợ nghe những bài hát về cha mẹ, nhất là khi mà cha mẹ mình không còn hiện hữu nữa, thì thực sự là điều đó chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu. Cô cũng chỉ còn mẹ thôi. Cô cũng không có muốn là khi cô nghe bài hát này xong rồi cô bị cái cảm xúc chi phối rằng là cô sẽ rất là buồn vì nhớ người bố đã mất của mình. Nên là cô rất là trân trọng cái khoảnh khắc mọi lúc mà cô được bên mẹ. Và cô cũng mong rằng là những bài hát như thế này á, sẽ được hát thật nhiều, được vang lên trong những chương trình hay như thế này, để mà mình nói với mọi người mẹ rằng á, là mọi người mẹ là những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Và những người con như chúng ta phải làm được một điều gì đó cho mẹ. Những gì về thanh nhạc thì cô Đoan Trang đã nói rồi, cho nên cô không có nói thêm nữa. Và cô mong rằng á, là nếu đi tiếp nha, thì Hương con nhớ là trong bất kỳ một bài hát nào thì mình sẽ phải đặt cảm xúc của mình nhiều hơn. Tại vì khi mình có sự rung cảm trong bên trong con người mình á, khán giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được điều đó. Thì ở đây cô không nói rằng là mình không có cảm xúc với bài hát này. Nếu được thì hãy thêm cảm xúc của mình nhiều hơn vào những tiết mục của mình nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Ốc. Hãy đưa tất cả những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của con vào trong cái tiếng hát của mình, thì nó sẽ chắp cánh cho cái giọng hát của con bay cao hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Duy muốn được mời thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền có thể cùng đứng ở đây với bé có được không ạ? Dạ, mời hai thầy. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chào bé Nam Cường, thì cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô vừa rồi. Tối hôm qua khi mà tổng duyệt chương trình, bé vẫn còn bị tắc tiếng và mất giọng, không thể hát được. Thì ngày hôm nay thì trời thương để con có thể hát được trọn vẹn ca khúc này. Tuy cái cảm xúc có thể là nó chưa được đong đầy cho lắm, vì mình còn có nhiều những cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà với thầy ngày hôm nay con đã là thành công rồi. Cảm ơn thầy. Mẹ
trong cuộc đời. Lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi, khi lắng con đi trên vạn nẻo đời. Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mãi mãi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nắng niu, đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Thương quá à. Bây dễ giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô Ốc không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con, tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn, nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị, và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút, nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy, và cô thích cái sự nhẹ nhàng thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn con cô rất ạ. Là nhiều tưởng biết sao mà này. Con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái từ, cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á, luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Con cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. À. Cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo.